Trưa rồi, các bạn hãy cùng vào bếp với Vân nha. Hôm nay Vân đi chợ, Vân có mua một con cá rô phi. Cá này thì đã được làm và rửa sạch rồi nha các bạn. Cái phần đầu và xương cá này thì Vân sẽ dùng để nấu canh măng chua.